Em đang mua sầu riêng vậy. Sầu riêng này của Má Lay nè. Để Linh mua một trái nhỏ nhỏ gì ăn tại nhà có mình Linh ăn được à. Muôn chai sầu riêng 2kg 56 đồng nè các bạn ơi. Chào tất cả các bạn nha. Đó đây nè, cái trái sầu riêng ngày qua lên mua nè ở chợ Carnival Market á, thì cái trái này là 2kg 56 đồng, 28 đồng một ký. Đó, rất là ngon luôn, nhưng mà rất là hiếm có sầu riêng tươi vậy lắm các bạn. Toàn là sầu riêng lên ăn, toàn là sầu riêng đông lạnh không à, không có ngon bằng. Thì nay mua được cái trái sầu riêng tươi này cũng rất là mừng luôn. Đó, nhưng mà người ta khui ra rồi, người ta khui ra rồi, bây giờ Linh chỉ mở cọng thun này lên ăn thôi. Đó, người ta khui sẵn cái mí ra giùm Linh rồi. Đó, thơm lắm luôn, Linh để hồi tối ngày qua tới nay rồi. Cái nhà nó thơm mùi nồng nàn sầu riêng luôn. Đó, bây giờ Linh sẽ mở lên ăn. Liam quá, vừa nãy Liam, ồ đó, coi nè các bạn ơi, nó vàng. Sầu riêng này là của Mã Lai. Đây, nãy Liam á, nó lại nó thấy Linh chuẩn bị mở này, nó xin Linh, nó đã cho nó ăn ghế. Mình bảo là không biết nó ăn không nữa. Liam, come here darling. Liam, come here, try it, Liam. Đây nè, để giờ lên lấy cho Liam nó thử. Trời ơi, cái muối sầu riêng này nó vàng đảo quá lên. Cái muối sầu riêng mà nó vàng. Liam nha. Come on here. Nè, coi cho Liam miếng. Dạ mi. Nó ăn nó phun rồi. Nó không thích rồi đó. Đó. Rồi giờ lên thử nè, lên mời các bạn đi. Để lên mời các bạn muốn khác chứ để cái muối Liam nó cắn rồi mất lịch sự đây nè. Đó. Rồi, giờ tới Linh ăn nha. Rất là ngon luôn, nhìn màu vàng quá. Cái sầu muối sầu riêng này là nó đắng luôn nè. Nhưng mà Linh nói Linh thích ăn sầu riêng là vị ngọt chứ không thích sầu riêng là vị đắng. Nhưng mà nói chung cũng được chứ không có tệ. Ngon. Hôm nay trời nắng ấm áp nên ra đây đi ngồi. Chứ bình thường không ra đây ngồi nổi đâu các bạn. Tại vì nó gió dữ lắm. Buổi tối á, nhà lên nó gió nó đập vô cửa đùng đùng luôn á. Sau khi học lép. Ngon. Don't fight it. Liam, go this way. Then you go this way. Okay. Hôm nay ngoài biển không ai chơi tàu hết trơn. Bình thường á, like okay? Đi thứ bảy chủ nhật có là người ta đi ra tàu á, chơi nhiều lắm các bạn. Mấy người ở khu gần nhà lên là nhà nhiều người nhà có tàu lắm. Hộp lép xẹp à, ngọt lắm luôn.
mua trái sầu riêng này đáng đồng tiền. Ngọt lắm. Let me see. Ngọt mà có gì đắng đắng. Let me scoop for everyone. Mấy lần trước á, Linh Tàng là mua sầu riêng đông lạnh ăn không à? Yes. Yes. Thôi Elwin nó chơi với Lậu. Nó đá banh. Cái giỏ. Giỏ nhiều. Hello. Bỏ qua đây. Cũng không có muối nhiều, nhưng mà được cái là học lép. Nhưng mà ở đây mà sầu riêng có gì ra ăn là ngon lắm rồi. Chứ Tàng là đông lạnh không ngon. Linh mua sầu riêng của lúc trước, Linh mua sầu riêng của Thái Lan á, nhưng anh mua Lê dành nó thử nữa nè. Nó chỉ liếm rồi. Lúc trước Linh mua sầu riêng đông lạnh á, không phải cũng không phải đông lạnh, nó cũng tươi, nhưng mà người ta đã bỏ trong tủ lạnh chứ không phải đông đá, của Thái Lan. Cái hộp nó nhỏ xíu à, nhưng mà cái cơm của nó cũng ngọt, nhưng mà nó cái cơm của nó dán dán như là nó cứng chứ nó không phải mềm giống vậy. Mà tới là 35 đồng một hộp, 500 gram cũng rất là mắc luôn. Là cái đó là của Thái, còn này là của Malaysia. Nãy Linh cầm cái trái sầu riêng và nó chích vô cái da lên nè. Đang đu đá liền. Được mấy muối? 3 muối. Nãy giờ ăn được mấy muối rồi ta? 2 muối, 3 muối gì đó. À 2 muối vậy chắc. Rồi giờ cái này 3 muối nữa. Hả? Vàng ghê luôn không? Quá ngon. Rất dẫn tụi nhỏ này ra đây ngồi chơi lắm, tại vì vừa gió nè với lại vừa nguy hiểm, lâu lâu ra ngồi. Come back here please. Trái sầu riêng này Linh ăn lỗ một mình Linh. Linh mo đi lắm. No thank you. Hỏi nó ăn nữa không không? Don't touch mommy. Garden. Yeah. Yeah. Nhà Linh nó nhỏ, Linh có mua mấy chiếc xe đạp cho Sophia với Liam. Nhưng mà không bao giờ mà dẫn tụi nó lái, tại nhà chật quá. Lâu lâu dẫn xuống lầu này chơi nè. Nó có cái sân. Lâu lâu chạy dưới thôi. Gió mát quá. Hồi ở Việt Nam á, Linh cũng hay ăn sầu riêng lắm. Nhất là lúc có bầu Sophie á, nhất có bầu Ly Dầm, Linh hay mua ăn lắm. Hello em Linh. Hello everyone. Linh hay mua ăn lắm. Mà Tàng là mẹ Linh với là ai cũng nói có bầu mà ăn sầu riêng nhiều không tốt, sợ nóng. Mà cứ Linh mua một trái là ăn 2 ngày, ăn không dám ăn nhiều. Mà một trái á là cũng 200 mấy. Nói chung ở Việt Nam mình cũng sướng, ăn cái gì cũng rẻ, trái cây gì ngon thì cũng rẻ hết trơn.
Go clean your hands. Quá ngọt. Not bad. Yeah, I know she's inside. I just want to look. Ăn hết nửa trái rồi các bạn. Giờ lên xử luôn nửa trái này luôn. Ôi xui. Cái này nó không có cái muối nào hết trơn á. Muối lép. Đây coi còn có một phần này thôi. Đấy. Dạ, no more. Ngon quá. Ăn trái sầu riêng đúng là đáng đồng tiền. Vàng cui luôn, vàng ống luôn. Đó. What did you say, Owen? The Irish. Quá đã, béo, béo thiệt béo. Linh nhớ hồi năm rồi má chồng Linh ở đây á, đi mua trái sầu riêng ở trong siêu thị, nhưng mà nó không có ngon, tại vì người ta để ở trong siêu thị người ta bán lâu rồi, ở đây nè khu Linh sống này nó lâu rồi, rồi cái muối thì nói chung là nó bự lắm, nhưng mà nó cái thịt sầu riêng á thì nó bị nhũng, cái Linh khui lên cho má chồng Linh ăn, mà má chồng Linh nhợn luôn, bà bỏ vô cái tô như nè, một muối thôi mà ăn mình nhợn mà không ăn được. Phải trả lại cho Linh mà thiệt cái trái sầu riêng đó nó dở thiệt. Nó mắc tiền. Linh mua cũng mấy chục đô á mà nó mắc thiệt không ăn được. Bỏ uổng. Mà không có ngọt. Ăn sầu riêng phải cơm dẹp vậy đúng không? Lâu lâu ăn trái sầu riêng tươi no. Quá ngon. Linh mà đi Singapore á, em xả Linh lên ăn sầu riêng dữ lắm. Đơn Sophia. Cái muối này nó ngọt mà nó đắng luôn á các bạn. Mà ngọt mà Linh nghe ngọt rác mà đắng luôn á. Ăn trái này xong là khỏi ăn gì hết á. Muối cuối cùng. Muối cuối cùng. Thương cái muối sầu riêng quá. Nó vàng ống nè. Mommy, come and show you. Qua qua đã đi. Nói sao đây? Mommy sợ. Cái ghế nó bị ngã. Lấy giùm nó kêu để lại nó cho coi cái go ghế bị ngã. Go get it then, Mr. Bean. Go get it, 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 Mr. Bean. Quá ngon. Go get it, Mr. Bean. 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 Ha. I called Jack on Mr. Bean. Go down off it. Yeah. Ai, ăn sạch sẽ đến phút cuối cùng luôn. Quá ngon. Rồi giờ còn mấy cái vỏ sầu riêng này nè, phải đem dục rác chứ để lát cái nhà nó hôi lâu lắm. Đi em xin đeo. Rồi vậy thôi, Linh cũng xin kết thúc cái video ăn sầu riêng này tại đây luôn. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video của Linh nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye, bye, bye.